Ok, và xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel YouTube của An Phát Công Tơ. Vậy thì channel YouTube của chúng mình đã đạt được cái con số là 50.000 lượt subscriber rồi. Mình biết đây là một con số nó tương đối là bé so với mặt bằng chung của các cái công nghệ khác trên thế giới nói riêng, cũng như là của những YouTuber khác ở trên thế giới nói chung. Tuy nhiên đối với chúng mình đây là một con số nó tương đối là lớn rồi. Và để góp được cái sự thành công cũng như cái cột mốc ngày hôm nay, không thể không kể đến một phần lớn đó chính là về cái sự đóng góp của tất cả các bạn, những người subscriber, những người viewer luôn ủng hộ cũng như luôn đồng hành của chúng mình trong suốt chặng đường gian vừa qua. Vậy nên để tri ân tất cả các bạn, ngày hôm nay chúng mình sẽ GA đến cho anh em một phần quà tương đối là giá trị, đó chính là một chiếc màn hình đến từ thương hiệu Asus với máy hiệu là VZ279H. Và trước khi mà mình công bố cái thể lệ cũng như cách thức chơi giveaway ở trong video ngày hôm nay, thì mình sẽ cùng với anh em điểm qua một chút về thông số cũng như là những cái tính năng của mẫu màn hình này, để cho anh em chúng ta có cái nhìn rõ hơn về cái màn hình mà mình sẽ GA đến cho anh em ở trong cái video ngày hôm nay nhé. Với chiếc màn hình là VZ279H thì thứ đầu tiên mà anh em sẽ có là một chiếc màn hình kích thước tương đối lớn là 27 inch, để cho anh em có thể trải nghiệm được với rất là nhiều những cái tác vụ, ví dụ như là chơi game này, xem video YouTube hay kể cả làm đồ họa ở mức cơ bản mà anh em vẫn có thể làm được ở trên mẫu màn hình này. Ở phần mặt trước, anh em chúng ta sẽ có 3 phần là phần cạnh trái, cạnh phải cũng như là phần cạnh trên, nó sẽ được làm tương đối là mỏng. Vậy nên thì anh em chúng ta nếu như ai có điều kiện kinh tế dư giả một chút, các bạn có thể sử dụng từ 2 cho tới 3 màn ghép lại với nhau. Và khi mà chúng ta nhìn vào thì cái phần cạnh viền này khi mà nó được ghép lại thì nó sẽ không gây nên cái hiện tượng là quá thô cũng như là quá dày so với lại những cái mẫu màn hình khác ở trong cái phân khúc cùng mức giá với chiếc VZ279H này. Đối với phần cạnh dưới thì đương nhiên rồi, nó sẽ được làm dày lên đôi chút để nhà sản xuất có thể đặt được cái logo Asus ở trên đây. Và một trong những điểm là mình chưa thích ở trên mẫu màn hình này đó chính là về phần chân đế, bởi vì nó được thiết kế theo cái hình dạng là tròn, nhìn vào thì nó cảm giác như nó sẽ hơi bị nữ tính một chút. Cá nhân mình thì thích những cái mẫu màn hình nào nó được thiết kế theo cái chân đế là hình dạng chữ V, trông nó khỏe khoắn cũng như nó sẽ cứng cáp hơn rất là nhiều so với lại chiếc VZ279H đang có ở đây. Về thông số phần cứng thì anh em sẽ có một màn hình với kích thước là 27 inch, độ phân giải Full HD, sử dụng tấm nền là IPS, góc nhìn của nó lên tới là 178 độ. Tần số quét của mẫu màn hình này sẽ đạt là 60Hz, thời gian đáp ứng sẽ là 5ms. Với cái thông số kể trên thì anh em có thể sử dụng chiếc màn hình này để trải nghiệm được với những cái tác vụ như là lướt web, chơi game hay là xem video, và đặc biệt là chơi những cái tựa game ở nhịp độ chậm, ví dụ như là Liên Minh Huyền Thoại hay Dota 2. Đặc biệt là với những cái tựa game ở trên PS4 thì anh em hoàn toàn có thể sử dụng ở trên mẫu màn hình này một cách gọi là tương đối là tốt. Vì do đối tượng máy xuất hướng tới là những người dùng văn phòng cũng như chơi game ở mức cơ bản, vậy nên chiếc VZ279H này nó được trang bị một trong những công nghệ mình đánh giá cực kỳ cao, đó là công nghệ bảo vệ mắt với 4 cấp độ khác nhau từ level 0 cho tới level 4 để anh em có thể điều chỉnh làm sao phù hợp nhất với mắt nhìn của chúng ta là được. Và như anh em đều có thể biết thì đối với những người dùng văn phòng thì một ngày chúng ta sẽ phải nhìn vào màn hình máy tính từ 7 cho tới 8 tiếng từ ngày nay qua tháng nọ. Vậy nên với một mẫu màn hình nó được trang bị cái công nghệ bảo vệ mắt, nó sẽ giúp cho đôi mắt của chúng ta trở nên khỏe mạnh hơn so với lại những mẫu màn hình nó không được trang bị cái công nghệ này. Và bây giờ thì mình sẽ công bố thể lệ cũng như là cách thức tham gia của đợt giveaway lần này. Bước đầu tiên thì anh em hãy chắc chắn cho mình rằng anh em đã đăng ký channel YouTube của An Phát Công Tơ cũng như là like fanpage của chúng mình rồi. Bước thứ hai thì anh em hãy like cũng như là share video này ở trên Facebook cá nhân của các bạn, kèm theo hai hashtag là An Phát Công Tơ cũng như là 50.000 lượt sub. Và khi mà các bạn đã làm đủ hai bước kia rồi thì anh em hãy quay trở lại video ngày hôm nay, các bạn comment cho mình cái đường link Facebook của các bạn kèm theo 3 con số may mắn là từ 00 cho tới 99, và kết quả của người may mắn đó chính là nếu như anh em nào comment trùng với kết quả sổ số miền Bắc ngày 30 tháng 6 tới đây thì các bạn sẽ may mắn nhận được một chiếc màn hình VZ279H này. Tuy nhiên thì mình có một vài cái lưu ý nho nhỏ dành cho anh em, đó chính là nếu như bạn nào không làm đủ 3 bước như mình đã kể trên cũng như các bạn sử dụng nick clone để có thể tham gia cái đợt giveaway lần này thì chúng mình sẽ loại bỏ cũng như là những bạn đấy sẽ không đủ tư cách để có thể tham gia giveaway lần này của chúng mình. Và hôm nay thì mình đã giới thiệu đến cho anh em cái phần quà cũng như cách thức tham gia của giveaway khi mà chúng mình đạt được con số là 50.000 sub. Một lần nữa thì bọn mình xin được cảm ơn tất cả các bạn đã luôn đồng hành của chúng mình trong suốt thời gian vừa qua, và hy vọng thì các bạn sẽ là một trong những người may mắn nhận được cái phần quà khi mà chúng mình giveaway lần này. Và video của mình đến đây kết thúc rồi. Các bạn xem video cảm thấy hữu ích được phải ấn like, share video này và nhớ ấn một nút đăng ký để theo dõi các video mới nhất của chúng mình tại channel YouTube của An Phát Computer. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video kế tiếp.